Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Nhân dịp năm mới, Hải Thanh xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất dành cho những khán giả đã luôn ủng hộ channel của chúng mình. Và sau kỳ nghỉ lễ dài, video đầu tiên này chúng mình sẽ mang tới một sản phẩm đồng thời để giải đáp cho một chủ đề được rất nhiều các bạn quan tâm trong thời gian gần đây. Đó là lựa chọn chuột gaming trong phân khúc giá 2 triệu đồng phù hợp để chơi những tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Và sự lựa chọn khuyên dùng của chúng mình đó chính là mẫu chuột Corsair M65 Elite RGB. Chú chuột này được ra mắt lần đầu tiên tại sự kiện CS 2019, kế thừa những điểm mạnh của mẫu M65 trước đây, đồng thời đã được làm nhẹ hơn này, nâng cấp ngoại hình và được sử dụng mẫu mắt đọc cao cấp là Pixart 3391. Hiện tại thì mẫu chuột này đang được bày bán tại Hà Nội Computer với mức giá là 1.589.000 đồng. Với những bạn mới làm quen với form dáng của dòng M65 nói chung thì đây là dòng chuột rộng về bề ngang. Ở phiên bản Elite mình có, nó được sử dụng một lớp nhựa bóng phủ mặt trên, cạnh hai bên là nhựa nhám và khung bên trong thì làm từ kim loại, cụ thể là nhôm. Ở cạnh bên trái này chúng ta có hai nút back và forward cùng với một nút sniper màu nổi bật hơn, thứ dễ dàng nhận thấy nhất trên các sản phẩm của M65. Về vị trí của những nút này, chúng đã được sắp xếp gần nhau hơn với phiên bản M65 gốc. Kích thước cũng được làm lớn hơn nhằm cải thiện cảm giác bấm, giúp khoảng trống ở ngón tay cái dựa vào đã rộng rãi hơn, khiến mình thực sự thoải mái khi cầm vào. Có một điểm mà mình thấy nó có thể là điểm cộng hoặc là điểm trừ tùy vào cách nhìn của mỗi bạn, đó là ở những nút bên cạnh mình vừa nhắc tới này thì bạn phải sử dụng một lực nhấn mạnh hơn so với phiên bản gốc để có thể nhận được tín hiệu. Thì đây là chủ đích của nhà sản xuất, giúp cho game thủ chúng ta tránh được tình trạng nhấn nhầm. Ở cạnh còn lại cũng được làm với chất liệu nhựa nhám giúp tăng độ lì nhưng không có nút nào cả. Đây là điều dễ hiểu bởi M65 là dòng chuột được thiết kế cho những người thuận theo tay phải này, kiểu dáng công thái học. So với phiên bản đầu tiên thì độ cong của hai cạnh này đã được tăng cường hơn. Điều này khiến mình cảm thấy rất dễ chịu trong quá trình sử dụng khi mà ngón tay đã có chỗ để thoải mái, không thường xuyên bị trượt ra ngoài nữa. Thiết kế rộng về bề ngang của chuột hướng đến những game thủ thích kiểu cầm ôm cả con chuột trong tay, kiểu palm grip hoặc là claw grip. Còn đối với những bạn mà chỉ thích sử dụng chuột theo đầu ngón tay thôi thì có thể là không phù hợp bằng. Về hai nút chuột chính, Corsair công bố họ sử dụng các nút Omron có vòng đời lên tới là 50 triệu lượt nhấn, vô cùng bền và cao cấp. Tuy nhiên, về cảm giác bấm thì chúng ta có một vấn đề nho nhỏ ở đây, không rõ là ở phiên bản mình có hay là ở tất cả những mẫu M65 Elite khác. Đó là khi bạn cầm chuột theo kiểu palm grip, nếu ngón tay của bạn quá dài thì bạn sẽ có cảm giác là khi bấm xuống hai nút chính, bạn cần nhiều lực hơn. Điểm này thì có thể gây ra độ trễ khi sử dụng. Tuy nhiên, nếu tay bạn ở kích cỡ trung bình thì mọi thứ vẫn ổn. Như mình thì mình không gặp phải bất cứ sự khó chịu nào về việc bấm cũng như là sự chậm trễ cả. Ở đây các bạn có một nút được bọc cao su có họa tiết khá bắt mắt, rất êm tay khi sử dụng. Nó sở hữu một độ bám vừa phải, đồng thời được trang trí bằng hai dải LED rất sáng ở hai bên, ngay cạnh là hai nút điều chỉnh DPI lên xuống cùng với một đèn LED hiển thị profile. Điểm nhấn cuối cùng ở mặt trên của chú chuột này đó là logo RGB được phát sáng, và logo này thì bạn cũng có thể tùy chỉnh qua phần mềm nhé. Bên dưới chúng ta có 5 phít chuột làm từ chất liệu BTFE, mắt đọc quang Pixart 3391 và 3 tạ dùng để điều chỉnh trọng lượng của chuột. Mỗi tạ này thì nặng 6g này, cùng với ốc bắt chúng có thể giúp trọng lượng của chuột thay đổi từ 99g không tạ lên tới 120g full tạ. Cảm biến Pixart 3391 là phiên bản thừa riêng của Pixart 3389 rất phổ biến trước đây mà Corsair đã đặt riêng cho mình. Chúng ta sẽ có hiệu năng thuộc hàng đỉnh nhất với mức DPI tối đa mà nó đạt được lên tới 18.000, IPS 400, polling rate là 1000Hz và khoảng cách nhận tín hiệu từ cảm biến đến bề mặt tối đa chỉ ngang bằng với độ dây của một chiếc DVD. Cảm nhận là khi chơi CSGO với mẫu M65 Elite RGB này thực sự rất đã khi cho tốc độ phản hồi cảm biến nhanh, chính xác, không có hiện tượng autocorrect hay trễ ở bất cứ trường hợp nào. Rõ ràng là Corsair đã làm rất tốt khi đầu tư mẫu cảm biến chất lượng như vậy vào trong chú chuột của mình. Mình hy vọng rằng năm 2020 thì chúng ta sẽ có thêm nhiều chú chuột khác nữa ở phân khúc giá rẻ mà được sử dụng những mẫu cảm biến này để có càng nhiều game thủ chúng ta được tiếp cận với những trải nghiệm cao cấp. Dây chuột cũng là một điểm cộng khi nó được gia công tốt, bọc dù, mềm mại chứ không quá cứng, rất dễ cuộn lại trong trường hợp người dùng cần tiết kiệm diện tích. Phần mềm IQ thì vô cùng đỉnh khi mà cho phép chúng ta điều chỉnh hầu hết những gì có trên con chuột này, từ chức năng bấm nút này, macro tùy chọn, các mức DPI cùng đèn LED hiển thị cũng có thể được điều chỉnh. Một điểm mới dành riêng cho các sản phẩm chuột Corsair mới được cung cấp chính là khả năng cân chỉnh thông số tùy vào loại pad chuột. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn đã tìm ra được setting tốt nhất cho chú chuột của mình nhờ vào tính năng này. Các bạn nên sử dụng kết hợp với pad chuột của Corsair để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Tổng kết lại, mình đánh giá mẫu chuột Corsair M65 Elite RGB này chính là mẫu chuột mà những game thủ CSGO hay các tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất nên cần. Cảm biến tốt, khả năng hoạt động chính xác, ngoại hình đẹp cùng với là phần mềm hỗ trợ thì chi tiết. Chỉ có duy nhất một điểm mình còn hơi lăn tăn, đó là khi bạn nhấn vào phần đầu của hai nút chính này thì có phải là cái khả năng nhận tín hiệu kém đi một chút thôi. Vậy thôi. Nếu bạn đang cần tìm hiểu sản phẩm này, hãy nhấn vào link sản phẩm mình đã để ở dưới phần mô tả nhé. Còn nếu bạn yêu thích video này, đừng quên để lại một like, subscribe và nhấn vào nút chuông thông báo để luôn theo dõi được channel của chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!